Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Diệp Ngô Vlog. Hôm nay tiếp tục mình đi câu nha các bạn. Trời mưa 2-3 ngày nay rồi. Chỗ mình mưa 2-3 ngày nay không làm được gì hết các bạn. Nay là hơi tạnh mưa mình đi câu xíu nha các bạn. Đó, nãy giờ cô trời cũng mưa mà mới vừa tạnh nó sẽ tắt thì các bạn. Sau đường lên mình là chỗ đập bờ tràng ở ngoài Ninh Hòa nha các bạn. Đập thủy lợi bờ tràng rồi Ninh Hòa các bạn. Đó, nãy giờ là mình ra còn rồi nha các bạn. Giờ mình chờ đợi xem cái ăn mình quay các bạn xem nha. Còn xanh ghê các bạn. Một con đầu tiên nha các bạn. Cái này các bạn, cái chạch này các bạn. Đó, không bự lắm nha các bạn, nhưng mà nước nó chảy các bạn, tưởng đâu cái bự các bạn. Một em đầu tiên nha các bạn. Giờ đây còn câu tiếp nha các bạn. Ok các bạn. Giờ cùng chờ đợi nha các bạn. Trời gần tới mà mưa miếc các bạn à. Mưa liên tục 3-4 ngày nay luôn các bạn. Mới giờ, nãy mình ra đây cũng mưa to mà giờ mới tạnh mưa, giờ cũng đang râm lại nha các bạn. Đó đây bãi câu của mình nha các bạn. Nước lớn câu cũng ngon các bạn. Nãy giờ ra cần cũng lâu rồi mà mới được có con cá các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đi săn nhân sâm nước nha các bạn. Đó, giờ mình chờ đợi xem cái ăn mình quay các bạn xem nha. Còn vàng cá mới mổ nha các bạn. Một chạch nữa nha các bạn. Chạch đi rồi rồi không có bự các bạn. Lụm nó nha các bạn. Đây còn câu tiếp nha các bạn. Ok các bạn. Giấc này 2 giờ mấy, 2 giờ gần 2 giờ 20 nha các bạn. Trời đang mưa lại các bạn. Nay mình đi trễ các bạn, mình sáng mình đi xuống đi làm mà dưới Nha Trang mưa bự quá nên mình về lại đi câu các bạn. Ở dưới Nha Trang nó bự, mưa bự quá làm không được các bạn, mưa to quá mà dai nó làm được xong mình về lại các bạn. Giờ mưa lại mới giờ 2 giờ mấy mưa lại mình ra đây, lúc mình ra đây là tới nơi là 1 giờ các bạn, nãy giờ câu được tiếng rưỡi rồi. Là mới 2 con cá chạch rồi các bạn. Mưa hoài ớn thiệt chưa. Thôi giấc này mình chờ đợi nha các bạn. Cái ăn mời các bạn xem nha. Còn xanh nha bạn, còn xanh các bạn. Một cạch đó nha các bạn. Cái đồ rồi không các bạn, không có cái to các bạn. Cái còn ngon những cái không, có những cái không các bạn. Lụm nha các bạn. Ok, đây còn câu tiếp nha các bạn. Có giật lại ra đỡ buồn các bạn. Bè con rồi nha các bạn. Còn xanh cái ăn nữa các bạn.
ké các bạn. Còn chạch nữa nha các bạn, quế tuyệt vời. Có ăn đây ra các bạn. Lụm nha các bạn. Đây còn ngấu tiếp nha các bạn. Nãy giờ toàn còn xanh lập công không các bạn. Tính này còn xanh nó xét ké thiệt không. Mưa lại các bạn. Ớn thiệt chưa. Hết mưa, mưa miết. Hết mưa, mưa lại, hết mưa, mưa lại. Lại là còn xanh nữa các bạn. Đó, cái đang mổ rồi bạn. Ngộn chạch nó nha các bạn. Bây giờ mình di chuyển chỗ khác nha các bạn. Chỗ này cái chạch nhỏ không các bạn. Với lại nó ăn lay rai rồi ăn cũng lâu quá. Mình di chuyển lên trên gần nhà máy đường coi thử có ké bự không nha các bạn. Giờ mình di chuyển nha các bạn. Đó các bạn thấy đập đẹp không các bạn. Nước lớn chảy quá trời luôn. Xin chào các bạn nha, mình mới đổi điểm câu mới nè các bạn. Nãy là khổ mất thời gian các bạn, mình đây cần sẵn rồi nha các bạn. Điểm câu này là điểm câu ở trong video trước nha các bạn. Mình ở đây ngồi sẵn hàng thử có cái bự nha các bạn. Cho dưới kia cái chạch nhỏ quá. Các bạn, cái nhà điểm câu này là cho nhà máy đường nha các bạn. Nhà máy đường dưới kia các bạn. Đó. Dưới kia cũng có nhiều bãi câu lắm nha các bạn. Các bạn, mình ngồi bãi câu đây cho gần đường sẵn sẵn gì luôn nha các bạn. Không có ké mình về luôn. Này nước lớn quá ké nó các bạn. Thôi giờ chờ đợi xem ké ăn mình quay các bạn xem nha. Còn một dạng các bạn. Đó không gì chiến ké các bạn. Ké các bạn ơi. Ké chạch bự các bạn ơi. Cũng không bự lắm nha các bạn, cũng được nha các bạn. Đó một con nè các bạn. Bự hơn cái chạch trước kia nha các bạn. Lụm mới lên mà có ké các bạn. Còn ngon. Đây còn câu tiếp nha các bạn. Thôi chờ đợi nha các bạn. Còn dạng các bạn, còn dạng cái ăn các bạn. Ké các bạn ơi. Cái bự các bạn ơi. Cái chạch bự nữa. Cũng chạch nó nha các bạn. Cũng được rồi chứ không bự lắm các bạn. Để không? Đó. Lên đây cái chạch bự hơn như dưới kia nha các bạn. Ngon ngon ngon. Hấp dẫn quá. Đụm nha các bạn. Giờ đây gần câu tiếp nha các bạn. Ok ngồi chờ đợi nha các bạn. Còn một trắng kéo mới mổ các bạn.
siêu rộng không mẹ? Cái ăn lô dính gọc rồi các bạn, còn trắng cái gỗ đây các bạn. Cái thất lát nè các bạn, hồ thịt bự luôn các bạn, coi các bạn, bàn tay mình nè, hồ cái thất lát bằng cái bàn tay mình luôn các bạn, ui, dữ không? Hồi giờ mình thấy cái thất lát bự vậy, cái thất lát thường nha các bạn, cái thất xong nhưng mà cái thất lát cường nha các bạn, cái thất lát xong mà mình đã bự cái này chắc nó sống lâu rồi các bạn, hồ quá dữ luôn, thôi rồi mình bắt lụm nó nha các bạn, giờ mình đây còn câu tiếp nha các bạn. Giót này 5 giờ 10 nha các bạn, nãy giờ ké hết ăn các bạn. Đi câu một mình thì nó đi câu thì nó ghiền thiệt các bạn, mà đi một mình thì nó buồn các bạn. Giót này 5 giờ lát nó về lũ thủi đi có một mình các bạn. Đi hai người nói chuyện rồi đỡ buồn các bạn. Giót này ké không ăn ngồi im re ngồi có một mình nó buồn queo luôn. Phải đi hai người đỡ buồn. Mình ngồi chờ nửa tiếng nó kéo mang mình về các bạn. Chắc này cũng 5 giờ 10 các bạn. Nửa tiếng nhất sau kiếm mình về các bạn. Này nước lớn quá kéo mang, mưa liên tục 2-3 ngày nay mà. Xong rồi đây mà mỗi lần mưa nước lớn là kéo nó không ăn các bạn. Kéo ít ăn đó. Thôi chờ đợi nha các bạn. Nửa tiếng nó kéo mang mình về các bạn. Giờ mình gom còn gì nha các bạn. Giống này ké hết ăn các bạn. Lại trời mưa lại rồi các bạn. Phải nhờ ké còn ăn, phải nhờ ké còn ăn còn rén ngồi xíu mà ké hết ăn các bạn. Mình gom còn nha các bạn. Chắc này mình gom xong đồ nha các bạn. Giờ mình chuẩn bị về nha các bạn. Còn ké lấy nó mình gì mình quay thành quẻ ké ngày nay mình câu được cho các bạn xem nha. Hello chào các bạn nha. Chắc này mình mới về tới nhà nha các bạn. Để mình quay lạnh quá trời luôn. Cái này cũng gần 7 giờ các bạn. Để mình quay cái số ké chiều cho mình câu được cái cho các bạn xem nha. Có mấy con các bạn. Nước lớn quá ké nó mang các bạn. Ké hơi nhỏ các bạn. Đợt này ké đồ rồi không có cái bự các bạn. Con cái chạch nó con ké thắt lát này bự rồi các bạn. Con 2 b 4 5 6 7 7 con cạch hết nha các bạn. Trọng trọng không có bự lắm các bạn. Bằng ngón những cái các bạn. Đợt này rèn nước lớn quá, bữa giờ mưa bê bóng ngày tiếp mà. Nên nước lớn quá ké ít ăn các bạn. Thôi bây giờ mình con dài rồi mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye.